Dưới đây nè đó. Ê, ăn sáng mày sờ giòn ngộ không? Tại giờ làm hôm qua, hôm nay ăn còn dư lại đây. Tối qua. Đó, chứ cũng Ừ, phải ăn chẳng tốt nha, đi lành gì ăn đâu. nha. Dạ. Có phải cái này ít hơn không Ăn ta? sáng, Cái ăn này sáng ít mì xào hơn giòn. nè. Cái mì xào Không giòn ăn đồ được. biển này là Ăn mình ít. có Ăn để ít cái hơn. clip rồi đó. Không? Ừ, đúng rồi Mình đó, có lộn cái rồi clip đó. mì xào giòn rồi đó. Nhưng mà này là cái của tối hôm Chứ qua đừng còn chay dư trước lại mặt nhiêu ai ăn ăn đó. chay rồi á. Ừ. Rồi, đây là Đó. mì xào giòn. Đầu tiên làm hấp dẫn vô cùng. Lần này mình không biết mình đem mình bỏ cái nấm nấm rơm của bên Mỹ này nó bán đâu có bán tươi như Việt Nam đâu. Nó bán đông đá. Rồi, ăn Thành thử nha. là nó làm cho cái nước sốt của mình đó, nó bị đen và bị đắng. Còn ở Việt Nam á, thì là nó tươi nên nhìn nó ngon hơn. Đó. Thịt bò ướp sốt. Để nước luôn á hả? Dạ. Nó lửa nè. Nè con Có lửa xem. rồi. Nè Có lửa rồi đó, con xem. ướp Ướp thịt bò ướp đẹp vậy hả? Quá. Trời, con để miếng con. gì bự dữ vậy? Ừ, Vậy sao trở? Phải có đầy đũa. có chứ, hai cái đồ cắp. Hai người gấp. Đó. Này thịt bò ướp ướp sườn ướp nước sốt của đại hàng á. Wow, hấp tí Nè, tí. đây Bầu đây. là quá trời ngon luôn Đây đây á. đây, để chụm tấm Ồ. nha, đứng để tự chờ tí xíu. Nước gì nữa, đồ ăn quá trời còn nước này nữa. Thôi còn bữa cuối cùng nữa rồi, ăn cho nó đã miệng luôn rồi đi về. Ăn cho nó hết đồ ăn phải không? Đó, Để mất có đồ nãy ngày nãy mai đi có chợ cái bạn lại. nào á, Hả? có cái bạn nào trên YouTube á yêu cầu quay cái vườn, mà cái vườn của mình giờ nó tàn rồi nè. Còn Đó. đâu, cũng còn Mà có hai có cây cái mà. bộ cái đám rau muống còn le Nhiều que lắm, nhiêu nhiều đó lắm. đó. Mà mấy Đâu cổ cứ mà hăm nhiều. he của bà đòi hái hoài á. Em ơi. Rau muống còn nhiêu đó mà cứ hăm he của đòi hái Đâu mà hoài. có nhiều ta. Coi bầu kìa. Xuống Bầu nó bò vàng rồi. xuống dưới luôn à. Nó trồng trồng lớp lớp á, xong bây giờ nó bò xuống dưới luôn nè, thấy không? Đó. Còn cái cúc mà mình đang lấy giống, hình tướng nó cao nhộng vậy đó. Mình đang lấy hộp á, mình chờ Hộp nó ra cái bông gì lấy vậy? hộp nè. Không biết Ừ. cái gì nữa. Còn rau lang nè. Đó, cái đám rau lang với rau muống. Mấy cổ cứ hăm he đòi hái hoài, thèm. Ừ. Rồi chứ ra muốn nhiều quá mà không cắt. Nè cà pháo của mình nè, bây giờ nó lạnh rồi đó. Nên nó bị Ờ, lạnh cái chai. đầu nè. Trời ơi, còn Nó bị quá trời chai lạnh mà chai lạnh cái mà. trái luôn rồi. Đi em chụm cái À, tấm đây coi tìm. nó lạnh quá. Ờ, bầu Nè. nè. Đây. Bên. Đúng rồi, đúng rồi. Để quên cô À. đứng đó chờ đi chụm tấm. Ai tới đây rồi. Nè. Đây nè, nó có đây nè. Cái Để cà ở dưới chua đây á. em có rồi, đây có nè. Còn Tiêu được trái trái nè. ha. Ủa đâu có tiêu rồi, trái bự có tiêu rồi. Này như hù mấy cái con Đây nè. kia còn sống Đó. hơn gì Đó còn trái với trái đỏ đỏ ở đâu đó. Giờ nó tàn rồi. Đó, thấy không, đó. thấy Còn không còn dư lại hai quên. Quay nãy còn dư lại hai trái nè. đó, hai trái bầu. À, có mướp nữa. Bên bên cô ấy có mướp nè. Ok, giờ từ từ chờ xíu nha. Một. Đi lẹ lên để hấp cổng kịp giờ. Đó, còn dư lại đó, còn trái À, mướp trái mướp hương. nè, trái mướp nè ăn Trái được đó rồi đó. chi bí đào xanh đó. Ở lá vàng rồi nó mới có ánh nắng lọt vô đó, còn không là nó đen thùi. Nó che nắng hết trơn Còn rồi đâu mấy trái thấy. thái vô. Nè, mướp khía nè đó, Mướp nó đủng khía, đẳng đây mướp đằng non. sau cái ghế xích đu nè. Đó, còn củ qua nè, đó giờ nó lạnh rồi. Thành tứ ra còn lại nhiêu đây thôi. Đó. Bạc hà thì còn tốt. Bạc hà thì còn tốt lắm. Đó, rau má đó, rau má thì còn đó. Đó, rau quế. Đó. Rồi. Còn húng lủi và hái ăn hết rồi. Dắp cá nè. Nè. Đó, cái vườn của mình giờ tàn rồi đó. Kinh giới nè đó. Đang chuẩn bị lấy bông nè. Đó. Thấy không? Để chờ lấy nụ á, kinh giới đó. Còn đây dắp cá nè. Đó. Thấy không? Còn mấy bụi xả nè, mấy bụi xả nè, nằm ở trong trong nắng ở trong bóng râm, thành tử ra nó không có được tươi tốt mấy. Hả? Rồi bị sóc nó ăn đó chứ, nó bơi gốc lên nó ăn đó chứ. Còn hẹ nó nằm rạp xuống luôn nè. Đó. Nó cao quá nó nằm rạp xuống luôn, nó bị mấy cái bầu đó, nó bò chồng lên nó, thấy không? Đó.
nó bỏ nó nằm chồng lên luôn. Mấy bữa mình lu bu quá mình không có lo dọn dẹp vườn của mình đó. Nè, nó bò xuống đất nè, trái nè, thấy không? Thấy trái bầu không? Đó, mình chấm nụ đó. Mình chấm nụ đó, đó, thấy không? Nó bò có nhánh mà bốn trái luôn, thấy không? Đó, bò dưới đất á. Rồi càng cua của mình á, bữa giờ mình lấy hộp á, mình lấy hộp để mình cho đó. Bây giờ nó mình cho hết mười mấy người rồi, thành thử ra nó rụng hết trơn rồi, mình lấy không được, nó tự động nó rụng hết trơn rồi đó, thấy không? Thấy mấy cái cọng bông không? Nó trơ trọi, nó không còn hộp nữa rồi, bị rụng hết rồi. Mình cho hết mười mấy người rồi, giờ hết hộp rồi đó. Rau dền thì còn đó, còn đang lấy hộp đó. Nè, ổ qua nè, đi chơi mấy bữa đi chơi quên hái vô là nó vàng nó chín rồi đó. Nó à, đám mồng tơi nè, mình lấy hộp để năm sau rồi mình cái rỉa lá mình ăn, thành tới đây giờ còn lá non, lá nhỏ 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 thôi mà đó, đó là vậy. Còn lá nhỏ thôi mà. Nó không có ra lá lớn nữa. Cái đợt đầu thì lá lớn lắm, lá còn bự hơn cái bàn tay của mình nữa. Còn rau muống, mùa này là mùa cuối cùng rồi đó, mình đã hái để 5-6 đợt rồi, giờ đợt này là đợt cuối cùng rồi. Wow, nướng ngon chưa? Thịt bò ướp sốt của Đại Hàng á, nước sốt của Đại Hàng á, mình mua ở ngoài Manhattan á. Ra cái khu mà Đại Hàng Korean Town á, ở đường 32 với đại lộ 5 đó, ở ngoài Manhattan mình mua nước sốt đó đó. Nè, mình ướp nước sốt nè đó. Ai ơi, gần tới về có mì xào giòn không chịu ăn mà đi ăn cơm nước tương với thịt bò hồi nãy nè, mới nướng nè đó. Đó, còn bầu luộc nữa. Bầu luộc xong rồi đó mà chưa kịp nữa ghiền cơm nước tương. Rồi cơm nước tương với lại thịt bò hồi nãy ướp với nước sốt Đại Hàng đó. Thịt bò ướp nước sốt Đại Hàng. Còn mình ở nhà không ăn, dám ăn cay, mấy đứa nhỏ không ăn cay thành tới cho ít thôi, chứ thật sự ra cái này là phải cay thiệt nhiều. Đây mì xào giòn đây, bầu luộc đây, chấm nước tương, trái ớt trồng đây. Trời ơi, mấy cổ ghiền cơm không con, mấy cổ ghiền cái cơm nước tương với bầu luộc quá rồi. Hâm he rau muống mà không cho ăn rau bầu luộc. Đó, coi kìa, ăn nước tương kìa. Đó. Trời ơi, ghiền quá rồi. Trời, đó, mới hái vừa được 6 trái bầu. Cuối mùa rồi, 6 trái bầu mà trên vàng còn lại 2-3 trái nữa đó. Đó. Hôm nay là lạnh khoảng 70 độ rồi. Mà chuẩn bị dẹp vườn rồi. Bầu trái bầu dài là của giống Ý, còn cái trái bầu ngắn kia là mình mua của tiệm Ấn Độ đó, mà không biết Ấn Độ nó cũng biết ăn bầu đó nha.